Chào các bác và anh em nhá. Chúng ta vừa được chiêm ngưỡng một bộ dàn karaoke phải nói rằng nó đạt được một sự hoàn hảo, hoàn thiện, hoàn mỹ nhất trong tất cả những bộ dàn cấu hình mà bên em đã từng phối ghép. Khi ngày hôm nay bên em đang tiến hành setup một cặp loa WeWood G1000 Plus với một chiếc đẩy phiên bản X23 Pro DAC. Một chiếc đẩy có thể nói rằng là đang đem lại cho chúng ta nhiều những cái khả năng cũng như là sẽ cho chúng ta khai thác được tối đa tất cả những công nghệ đang có mặt trong những cái thiết bị âm thanh có mặt trên thị trường trong cái thời gian gần đây. Và trong video ngày hôm nay em sẽ một lần nữa minh chứng cho chúng ta thấy rằng những dòng loa high-end, những dòng loa chuyên để nghe nhạc và được cấu tạo, được thiết kế bây giờ, thời điểm hiện tại đã được bên em phân phối ra thị trường đều là những dòng loa có thể đạt được những cái tính năng thể hiện những bản karaoke tuyệt vời, vô cùng tuyệt vời. Và nhất là ngày hôm nay khi phối ghép cùng với chiếc đẩy liền vang X23 Pro. Và trong bộ cấu hình này thì em cũng có thêm vào một chiếc loa siêu trầm phiên bản T9i để chúng ta sẽ có được một bộ thiết bị đầy đủ. Nó sẽ hoàn hảo từ con loa siêu trầm đến đôi loa cây và một bộ máy của chúng ta gồm hai thiết bị là một chiếc đẩy liền vang và một bộ mic không dây. Và chúng ta sẽ có một bộ dàn vừa nghe nhạc hay, vừa hát karaoke hay, vừa trưng bày đẹp và nó đạt được một cái sự đẳng cấp khi chúng ta trưng bày trong những cái không gian phòng khách của chúng ta. Đầu tiên nói về đôi loa WeWood G1000, một dòng sản phẩm đã được phân phối rất là lâu rồi bởi thế giới doanh số. Tuy rằng là với một cái thiết kế cũng như là cái ngoại hình nó không được lớn cho lắm, nhưng bù lại nó sẽ đem lại cho chúng ta được một cái sự tinh tế. Tinh tế ở đây là sự hoàn thiện về tất cả các bước, về hoàn thiện về tất cả những cái phụ kiện, những cái linh kiện để cấu thành một chiếc loa. Ví dụ như chiếc chân đế, ví dụ như tem của nhà sản xuất, logo của nhà sản xuất, ví dụ như những chiếc kiềng, những chiếc mát. Và đặc biệt là có một cái điểm nổi bật, đấy chính là hai con chép. Ở trên đây chúng ta đã có một cái hệ thống chép là gồm một chiếc chép đôm và một chiếc chép mảnh. Rất là đẹp, rất là hài hòa. Và vỏ thùng cũng vậy. Vỏ thùng thì đây là công nghệ làm vỏ thùng rất là cao cấp. Khi đặt những tấm gỗ có những cái vân rất là đẹp và sơn phủ hoàn toàn bằng một lớp sơn bóng để cho cái thiết bị nó sẽ sang trọng hơn khi có mặt ở trong phòng khách của chúng ta. Và đương nhiên rằng với lớp sơn phủ bóng này thì màu sắc của thiết bị này, của con loa này, nó sẽ không bao giờ thay đổi theo thời gian. Và chúng ta muốn vệ sinh thì rất là đơn giản, chỉ cần một cái khăn lụa mềm thì chúng ta có thể vệ sinh được. Hai chép, một chung và hai bát 20. Cấu tạo thì là như vậy. Chúng ta nhìn chúng ta cũng có thể đoán được rằng đây là dòng loa có thể thể hiện tốt, rất tốt những bản nhạc không lời, những bản nhạc bolero, những bản nhạc high end. Và đằng sau con loa này thì cũng có thể cho chúng ta chơi được theo cái kiểu là tách cầu bay quay, dùng hai âm ly để chúng ta sẽ chơi hai giải khác nhau, giải thấp và giải cao. Đấy là nghe nhạc. Còn nói về vấn đề xử lý những bản karaoke, khi ngày hôm nay bên em đang phối ghép vào đây một chiếc đẩy X23 Pro DAC thì thực sự rất bất ngờ khi hai thiết bị nó hòa quyện với nhau một cách cực kỳ là ăn xăm, có thể nói rằng sinh ra là để cho nhau vậy. Trên thiết bị X23 Pro DAC là một dòng đẩy liền vang công nghệ mới và đã được bên em chính thức đưa ra thị trường cách đây vài ngày. Và đây là một thiết bị mới. Chắc chắn rồi, nó sẽ được hội tụ đầy đủ tất cả những gì là chuyên nghiệp nhất, là công nghệ nhất có mặt ở đây. Nhưng bên em luôn luôn khai thác những cái tính năng như vậy và sẽ cho chúng ta sử dụng một cách dễ dàng nhất, trơn tru nhất, đơn giản nhất. Tại vì ở đây đang có rất là nhiều những cái phần tinh chỉnh. Chúng ta có thể điều chỉnh được ở phần mềm,
và có một cái khe cắm để kết nối với máy tính. Và đương nhiên là bên em sẽ làm cái phần việc đấy. Còn tất cả những gì là cài đặt sẵn cho chúng ta ba chế độ hát, để chúng ta chỉ việc ấn vào đây chúng ta lựa chọn. Và tất cả những chế độ đấy đều được căn chỉnh một cách vô cùng tỉ mỉ, cũng như là được nhà máy, những kỹ sư người ta đưa vào một cái bộ trộn, là đều là một cái sự hài hòa giữa các tần số âm thanh để chúng ta vừa nghe nhạc hay và vừa có thể hát karaoke hay. Còn nếu như các bác là người am hiểu về âm thanh thì đây là một thiết bị thực sự là có thể cho chúng ta thoải mái tìm tòi cũng như là thể hiện cái khả năng của chúng ta. Với rất nhiều những cái tính năng ở đây chúng ta có thể gọi ẩn. Đầu tiên là ba cái tính năng hát tự động rồi. Chúng ta có thể điều chỉnh bát chung chép của mic này, của nhạc này. Rồi đây là lựa chọn đầu vào này. Đây là lưu lại tất cả những gì chúng ta cài đặt bằng tay. Còn đây là phần khống chế âm lượng. Tiếp theo ở phần music đây, chúng ta có thể ấn vào để chúng ta lựa chọn điều chỉnh về phần âm nhạc, micro, echo, reverb, main, loa center và loa siêu trầm. Khẳng định với các bác một điều là cái điều chỉnh tần số qua loa siêu trầm của con này cực kỳ hay. Loa trầm nào nghe cũng hay. Effect, micro. Đây là thiết bị sẽ cho chúng ta được nhiều những cái công nghệ để chúng ta có được một sản phẩm, một thiết bị hay, bộ trộn hay. Còn ngoài ra, trên con đẩy này đang cho chúng ta được một cái tính năng, một cái công dụng nữa mà chắc chắn là ai cũng rất là mong muốn. Chúng ta sẽ không phải dùng những chiếc quản lý nguồn nữa, bởi trên con đẩy này nó đang cho chúng ta được rất là nhiều những cái phần cảm biến. Cảm biến ở đây cho chúng ta báo sẵn cho chúng ta luôn ở trên màn hình, ở trên mặt trước của con đẩy đây. Đèn sáng ở đây, on này, sync này, clip này và protect thì nó sẽ cho chúng ta bảo vệ cho chúng ta được thiết bị khi thiết bị của chúng ta nó có quá tải về công suất thì đèn nó sẽ nháy, và khi chúng ta có một chút trục trặc là bị lẹt xẹt qua loa, lẹt xẹt qua đường cắm dây mic thì ngay lập tức thiết bị nó sẽ tự ngắt để bảo vệ hoàn toàn loa. Loa của chúng ta sẽ không bị bất cứ một ảnh hưởng gì khi chúng ta chẳng may chúng ta điều chỉnh mà nó sẽ có bị cái hiện tượng là lẹt xẹt ở những cái chiếc rắc, đầu rắc khi chúng ta kết nối vào loa, khi chúng ta chẳng may chúng ta quên, chúng ta không tắt nguồn hoặc là chúng ta cắm mic vào thì nó xảy ra cái hiện tượng như vậy, thì đôi loa của chúng ta nó sẽ được bảo vệ hoàn toàn và không bị ảnh hưởng về những cái yếu tố khách quan bên ngoài. Ở đây là một chiếc loa siêu trầm phiên bản WeWood T9i. Có thể nói đây là một trong chiếc loa siêu trầm đẹp nhất hiện tại đang có mặt trong showroom của chúng ta. Và chúng ta cũng có thể thấy rằng chúng ta có thể so sánh được chiếc loa phiên bản T9i này với những chiếc loa siêu trầm có mặt trên thị trường hiện nay, thì nó đang được nằm trong top những mẫu loa siêu trầm có thể đem lại cho chúng ta được nhiều cái khả năng sử dụng, vừa đẹp vừa hay mà giá rất là phải chăng. Từ 10 triệu đồng bên em đang giảm cho chúng ta xuống còn 7 triệu đồng với chiếc loa siêu trầm T9i này. Đây là những cái sự ưu đãi rất là lớn của hãng đã đưa về, và bên em có nhiệm vụ là thông báo cho các bác để chúng ta có được cơ hội sở hữu những sản phẩm giá rẻ và được nhiều ưu đãi khuyến mại. Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng đi đến với phần test karaoke để chúng ta thấy rằng tất cả những gì em nói từ trước đến giờ nó là sự thật 100%, là sự tinh tế, sự hoàn hảo, hoàn thiện của phần trình diễn karaoke trên sự kết hợp của X23 Pro DAC và WeWood G1000. Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay, và em vừa đến thay màu áo mới vì anh. Nguyện cho ngày tháng êm đềm như những sớm mai, những nhọc nhằn chớm quen vẫn trong gần mắt em đang nhìn về. Và anh lại nhớ những giờ em đứng chờ chồng một mình lặng lẽ
ướt lạnh trong ước vì anh. Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn trong đêm bão giông, giữa hoang tàn lãng quên nơi cuối đường có em riêng chờ đợi. Lìa xa dấu gương mặt trên vai anh khóc hòa những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em. Như anh được sống giây phút đầu tiên có em tận đến những giây cuối cùng, suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho anh.